Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Tai biến mạch máu não có nguy hiểm không? Tai biến mạch máu não có nguy hiểm không là thắc mắc của rất nhiều người. Nhất là trong thời gian gần đây, khi các số mắc tai biến tăng lên theo từng năm và ngày càng có nhiều người trẻ bị bệnh. Tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ là tình trạng não bộ bị tổn thương do lượng máu cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng đi nuôi não bị ngừng đột ngột. Sự gián đoạn này xảy ra do mạch máu não bị vỡ hoặc tắc, khi đó các tế bào não bị tổn thương sẽ ngừng hoạt động hoặc hoạt động sai lệch và dần hoại tử trong trường hợp nặng. Người bị tai biến mạch máu não nếu không được cấp cứu kịp thời có thể tử vong nhanh chóng. Não bộ của chúng ta là một cơ quan vô cùng phức tạp, mỗi khu vực phụ trách những chức năng cụ thể như chuyển động, cảm nhận, lời nói, suy nghĩ, lý luận, tầm nhìn, cảm xúc, khả năng nhai nuốt, định hướng, đại tiểu tiện, khả năng tình dục. Rõ ràng tai biến mạch máu não vô cùng nguy hiểm như đã phân tích ở trên, không chỉ có nguy cơ tử vong cao, cũng như di chứng tai biến mạch máu não để lại cũng rất nặng nề về sau. Tai biến mạch máu não nếu người bệnh may mắn sống sót, việc não bộ bị tổn thương cũng sẽ gây ra những thiệt hại ít nhiều. Để những chức năng này, các bộ phận cơ thể do phần não đó đảm nhiệm sẽ mất đi khả năng hoạt động bình thường, gây ra các triệu chứng như yếu, liệt nửa người, không nói được, hoặc hôn mê, mờ mắt. Những di chứng này không chỉ khiến cuộc sống của bệnh nhân trở nên khó khăn hơn, mà tinh thần họ sẽ dễ sa sút và trầm trọng. Bệnh tai biến có biểu hiện như thế nào? Việc phát hiện sớm các dấu hiệu tai biến mạch máu não sẽ giúp bạn xử lý kịp thời, hạn chế hậu quả của bệnh và nâng cao hiệu quả điều trị. Mời các bạn cùng xem 10 dấu hiệu nhận biết sớm tai biến mạch máu não. 1. Khuôn mặt buồn rầu, mặt bị méo một bên. Dấu hiệu tai biến thể hiện trên khuôn mặt của bệnh nhân. Trước khi tai biến diễn ra, lượng oxy trong máu cung cấp cho não bộ giảm dần đã gây tổn thương thần kinh, tác động đến cơ mặt. Khuôn mặt người bệnh trở nên buồn rầu, một phần hoặc một nửa khuôn mặt bị tê liệt, không cử động được. Nếu nghi ngờ bệnh nhân sắp bị đột quỵ, hãy yêu cầu bệnh nhân cười. Nếu nụ cười bị lõm một phần, một bên mặt sệ xuống thì đó là dấu hiệu tai biến. 2. Khả năng cử động của cánh tay giảm dần. Lượng máu lên não không đủ khiến khả năng vận động bị thuyên giảm, đặc biệt là cánh tay. Người bệnh sẽ cảm thấy cánh tay tê dại, cử động khó rồi dần dần không thể cử động được. Dấu hiệu tai biến ở cánh tay dễ phát hiện nhất khi bạn yêu cầu người bệnh giơ hai tay lên cao, một bên tay sẽ không thể giơ lên được hoặc rũ thõng xuống. 3. Thị lực giảm dần. Thị lực giảm dần là dấu hiệu tai biến mà người ngoài khó có thể phát hiện được. Vì thế, người bệnh cần chủ động ghi nhớ dấu hiệu tai biến này và báo ngay cho người nhà khi có sự khác thường. Nguyên nhân là thủy não bộ chịu trách nhiệm về khả năng nhìn không được cung cấp đủ oxy. Hoạt động của thủy não bộ giảm dần khiến thị lực bị ảnh hưởng. Người bệnh sẽ thấy mọi thứ nhòe đi, mờ dần. 4. Nói lắp. Trước khi xảy ra tai biến sẽ xuất hiện những cục máu đông, cản trở quá trình lưu thông máu cho một phần của não bộ, điều khiển việc giao tiếp và khả năng nói. Vì thế người bệnh sẽ có dấu hiệu nói lắp, không nói được câu dài, nói không rõ lời, nói khó hiểu. 5. Một phần cơ thể yếu đi không cử động được. Đây là dấu hiệu rất nguy hiểm, có thể dẫn đến liệt mãi mãi nếu không được uống thuốc hay đưa đến bệnh viện kịp thời. 6. Hoa mắt chóng mặt. Hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng là biểu hiện của việc thiếu máu não. Đây là dấu hiệu tai biến rất phổ biến, xảy ra ở hầu hết các trường hợp. 7. Dáng đi bất thường. Dấu hiệu tai biến tiếp theo là bệnh nhân có thể gặp phải là không thể đi lại hoặc đi lại rất khó. Nếu trước đó bệnh nhân vẫn đi lại bình thường thì chắc chắn lượng máu lên não đang giảm nhanh chóng. Còn nếu bệnh nhân đã gặp khó khăn trong việc di chuyển từ trước thì cần theo dõi thật kỹ xem có phải mức độ ảnh hưởng đang tăng dần không. 8. Đau đầu. Thiếu oxy lên não sẽ khiến bệnh nhân cảm thấy đau đầu dữ dội, đau theo cơn, thậm chí có bệnh nhân còn có cảm giác muốn nổ tung đầu. Mức độ đau ngày càng khốc liệt hơn, nếu gặp dấu hiệu này, cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện ngay, nếu không sẽ có khả năng dẫn đến biến chứng chết não. 9. Nấc cục. Một trong những hoàn cảnh trước của bệnh tai biến mà ít người phát hiện ra đó chính là nấc cục. Nhiều người đột nhiên bị nấc, cho rằng đó chỉ là những đợt nấc thông thường, dẫn đến chủ quan. Hiện tượng này thường gặp ở phụ nữ. 10. Khó thở. Bệnh nhân có thể thấy khó thở, thở hổn hển, tim đập nhanh. Mỗi người có thể có một vài dấu hiệu tai biến trên, tùy từng vùng não bị ảnh hưởng do thiếu oxy. Những dấu hiệu trên diễn ra trong thời gian rất ngắn và có thể biến mất hoàn toàn sau đó, khiến người bệnh không để ý hoặc cho rằng cơ thể mình đã ổn. Tuy nhiên, đó gọi là tình trạng tai biến mạch máu não thoáng qua, là đám mây đen cảnh báo cho cơn mưa dông, tai biến sắp xảy đến. Bệnh tai biến sống được bao lâu? Thông thường, không ai có thể đưa ra một đáp án cụ thể cho câu hỏi này, bởi mỗi người có mức độ bệnh cũng như thể trạng và sự chịu đựng của cơ thể khác nhau.
mỗi người bị tai biến mạch máu não vẫn có thể sống và phục hồi đến hết đời, thậm chí có những người trở lại khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, sau tai biến mạch máu não, chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của người bệnh có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Bệnh tai biến mạch máu não có di truyền không? Các chuyên gia y tế khẳng định, tai biến mạch máu não không phải là bệnh di truyền. Tuy nhiên, những nguyên nhân gây bệnh tai biến mạch máu não như tiểu đường, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, chế độ ăn mặn, uống nhiều rượu bia hoặc thói quen hút thuốc lá lại mang yếu tố gia đình, do thói quen ăn uống, sinh hoạt. Vì vậy, nếu trong gia đình có người bị tai biến mạch máu não do bệnh lý tiểu đường, mỡ máu, béo phì hoặc tăng huyết áp thì người thân của bệnh nhân cũng có nguy cơ mắc bệnh cao. Biện pháp phòng ngừa tai biến mạch máu não tốt nhất là phát hiện, điều trị triệt để các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh như xơ vữa động mạch, cao huyết áp, tăng mỡ máu, bệnh thấp tim. Đồng thời, cần tránh căng thẳng, cáu giận quá mức, không thức khuya hoặc làm việc quá sức, hạn chế sử dụng rượu bia, không hút thuốc lá. Bên cạnh đó, nên xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, giảm đường, muối và chất béo. Ngoài ra, mỗi người nên duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh kịp thời và có hướng điều trị đúng đắn. Bệnh tai biến mạch máu não có thể để lại di chứng nặng nề hoặc thậm chí gây tử vong nếu không phát hiện điều trị kịp thời. Vì vậy, nếu trong nhà có người mắc bệnh, mỗi người nên kiểm soát các yếu tố trên. Ngoài ra, để hạn chế cũng như hỗ trợ điều trị bệnh tai biến, bạn có thể tham khảo và sử dụng thêm dì dơ hoặc nấm chaga và min, giúp hỗ trợ sức khỏe, tái tạo lại các tế bào khỏe mạnh, nâng sức đề kháng cho cơ thể và tăng cường chức năng não bộ. Bạn có thể tham khảo thêm sản phẩm chính hãng tại siêu thị GHShop.vn bằng cách kích vào link bên dưới video này, phần mô tả. Hoặc bạn cũng có thể gọi điện theo số 0902 284 189 hoặc 0867 697 007 để được gặp chuyên gia tư vấn miễn phí. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, hãy ấn like cũng như ấn đăng ký kênh. Nhớ bật chuông để theo dõi những video bổ ích của Sức Khỏe Là Vàng. Bạn cũng đừng quên chia sẻ video đến những người thân quen của mình để lan tỏa giá trị. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video.